Đây, lại mình quay cho các bạn xem con hơi cắt 102 các bạn ơi. Màu lượng chạy rất là xinh mỹ luôn rồi, con này nó chạy rất là lẹ luôn rồi. Má ơi, con này nó cắt lẹ một cái. Trời ơi, cái hồng vô của nó cứng ra rồi. Rồi anh tắt máy, anh làm cái gì vậy các bạn? Nó chạy qua đấy mới để làm gì đấy các bạn, chạy không rồi nè. Rồi rồi, con nó chạy vũ bão vậy các bạn ơi. À, nó chạy lại con 60 này lấy bao. Rồi ơi, nó chạy lại con 60 này lấy bao các bạn. Đây bắt đầu con 60 chạy qua luôn hả gì đó các bạn, qua cắt luôn hả gì hay sao đây nè. À, đổi phe các bạn ơi. Con 102 qua cắt bên kia. Còn con 70 qua cắt bên này các bạn. Trời ơi, đổi. Đây con 102 qua cắt bị về đất ở bên này nó lúng rồi các bạn. Lúng á. Rồi con 60 nó cắt không được. Rồi bắt đầu mới đổi hướng cho con 102 qua đây cắt. Đó, coi chạy cái đít tới cái lúng luôn các bạn. Đó, nó bường rồi. Má ơi nó bường rồi. Rồi con 102 các bạn ơi. Con 102 nó lết bên đó kìa. Nóc bên đó nó lúng rồi lúng cái đít xuống. Con 105 này, con 102 này nó bường rất là dữ lắm nha các bạn, nó bường rất là lẹ nha. Đó, nó bường kìa. Đó ơi, nó bường. Cái anh 102 cũng bường kìa. Đưa anh 60 qua bên đó là anh cắt không có được các bạn, bị lúng hoài luôn. Trăm lẻ hai là nó bường dữ lắm các bạn, nó bường kinh điển, lúng lầy gì nó đi cũng được hết trơn các bạn, nó cũng cắt được hết. Con 60 này nó chạy nó cũng rất là
anh vừa anh buồn rồi anh lắc rồi. Còn nó lúng rồi các bạn, mé mình đó còn nó lúng rồi, nó lúng. Nếu mà đưa cây 60 qua đó là cắt không bao giờ được đấy các bạn, bị lúng hoài luôn á mới được. Rồi 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 rồi, coi anh buồn rồi. Trời này mưa luôn rồi các bạn ơi, rớt hột mưa rồi, gán mấy anh này gán cắt cho nó gọi luôn các bạn. Đó, mưa lá chắc rồi đó, các bạn thấy rớt hột mưa không? Chưa còn lấy mấy bao này nữa. Rồi còn có một dòng với hai nữa, dòng với hai ngắn nữa à, là hết rồi các bạn, hết lúa rồi. Mấy anh này gán cắt cho nó rồi luôn nè. Rồi có chuột, có chuột cái gì, có chuột kêu ra chính nè. Có chuột đó gì cái này anh chụp kìa. Hết luôn rồi đó các bạn, cái này hết cắt dòng này nữa là giờ hết hết lúa luôn rồi các bạn. Rồi đã xong rồi, quay lại cho đưa lúa luôn các bạn ơi, xả bồn luôn. Rồi con cái kéo nó chạy vô các bạn, má ơi con nó chạy rồi. Thôi mình xin kết thúc video luôn các bạn ơi, hẹn các bạn video tiếp theo ha.